Alo, alo. Thắng Nguyễn Cảnh à? Chia tay người yêu, không biết người yêu anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Người yêu anh có cần tư vấn tình cảm sau khi chia tay không? Em có một tổ đội để chuyên ra đi tư vấn tình cảm cho các bạn nữ sau khi chia tay. Mark Seng đối đầu với Hitfall. Nếu như mà bạn có ai biết có bạn nữ nào muốn tư vấn tình cảm sau khi chia tay, ăn đây rồi, ăn vàng đây là ăn cùng hiêu, ăn cùng hiêu vàng là ăn cùng hiêu luôn, tiết kiệm nó cái ép vàng đấy cũng siêu đẹp mà. Tôi nghĩ vàng ở đây là cũng kín rồi, hy vọng không bị phát hiện, tiết kiệm được một cái S vì đóng hơi nhiều S này. Maxi đóng 3 4 S, 3 S bài sen của tí không biết như thế nào. Tóm lại là xin xem là đánh chém thôi, sen một tí là đánh cung rồi. Bên kia có hit thì bên mình chắc đánh 2L. Hit full. L đóng trên dốc này. Ồ, mùa 4 lên đời sớm đấy nhỉ, thầu cầm phô. Không sao. Đóng một cái E đằng trong cái S đi, tránh con hiêu hết thịt. Đóng E ở trong. Rồi, kín rồi nha, hốc kín rồi đấy. Ăn vàng thôi. Hy vọng là thầu sẽ không dò ra cái S này. Thầu sẽ nghĩ là xi măng ăn vàng trong cái hốc này thì tươi. Rồi, ăn vàng thôi. Sao dân lại chạy hết ra ngoài? Bài này lực thừa đánh 2L luôn, hơi ít vàng thôi. Ui giời. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Là đà sang thẳng nhà. Là đà sang thẳng nhà tí đấy. Đi đâm y à? Dường như tí xi măng đi đâm y. Vừa kích giáp cái gì đây, xi măng để ý lại nha, xem là vừa kích cái gì. Tôi thấy nhà 4 chắc 3 giờ rồi, hai nhà khá gần nhau. Lượng vàng vẫn là đủ. Và cái giáp cho y. Để gỗ vẽ ruộng trước hợp lý hơn, vàng tôi nghĩ vẫn còn.
Lúc nào chết thì ta phải ăn ở bị công bãi vàng rồi, bãi vàng bị công kìa. Xi măng, bãi vàng bị công rồi. Hình như chém. Rồi, thôi thôi bỏ 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 bỏ. Đã bị phát hiện hơi đáng tiếc. Mình nâng giáp cho y liệu có hợp lý hay không. Ở đây lên chiêng thì hơn. Cùi cung đòi hit nhưng mà lên cái chiêng nó cũng trì hơn một tí. Bài 2 là đều. Thầu đang có ở cung R luôn. Thầu đang có ở cung R, bài lực siêu khỏe. Đây là tiểu bàn thầu. Tí thì sao, có cung đẩy chưa? Tí bắt đầu đi cung rồi, xa nhà màu 2. Nhưng lạc đà màu 4 đông lắm đấy. Lên giáp chưa? Màu 4 siêu đông lạc đà. Tí lực khỏe lên cả giáp. Lạc đà màu 4 là siêu đông. Ôi giời, dương còi đi cung kìa. Xi măng tham lai vẫn 18. Bắt đầu lực bắt đầu yếu rồi. Lực của xi măng bắt đầu yếu. Màu 4 đang công 1 y nhưng mà không có thịt. Bài này tìm được bãi quả. Bài này có cái bãi quả là ăn hoàng chứ ba dân kia về bao giờ cho nó xong. Không có gì ăn hoàng cả. 6 giờ có gì ăn không? Xi măng dần dần phải cân đôi đấy. Bài xi à bà tí dần dần phải cân đôi đấy. Xi măng sắp phế rồi. Xi măng phế. Tí là phải cân đôi. Xi măng vẽ ruộng cũng được, vẽ ruộng trong cái dốc đấy, trong cái hốc kia làm vài cái ruộng. Có cung rồi hit thì y phế. Vẽ ruộng thôi. Tí nếu như mà thừa gỗ để bơm xi măng ít gỗ. Vẽ là mấy cái ruộng sóc cố gắng sóc một lờ vậy. Chứ y tôi nghĩ là phế rồi. Y phế toàn tập. Bên kia có cung R hit đi. Bài thầu lên sớm nữa. Ô bài của Dương Còi không khỏe đâu. Còi đang bị lọt. Còi đang bị lọt nha. Nhưng không. Vào hai con thôi. Sợ bị bắt. Bài Còi tôi thấy ở trong nhà Còi vài cái ruộng thôi. Quan trọng là thầu quá khỏe. Xi măng báo về là chết khoanh ruộng. Bây giờ tôi nghĩ là xi măng không lên vắt y nữa. Y bây giờ thì phế quá. Sóc lờ thôi. Sóc một lờ đi quấy rồi y ra để cho hít ti nó rỉa hết. Ồ, cái quả này không ăn được. Bảo sao. Khó rồi. Tí mất cái quân này là thua. Mất cái quân này là thua. Pha phải e. Dương Còi đi lỗi cùng. Người cùng đòi hit đi. Tí tham lai 60. Xi măng có sóc được quân nữa không? Xi măng 17, xi măng vẫn sóc được quân. Xi măng vẫn sóc được quân thì vẫn đánh được. Mà đừng có đưa thế 2 đánh 1 là được. Ôi, 1 lờ nó đang chảy vào cuối rất bất tay nhà của thầu. Thầu đang không để ý, thầu chắc đang mải chém cái gì rồi. Thầu đang mải chém. Xi măng tí tham lai 71.
Ôi, xe máy tí rồi. Hit tí thì không khỏe bằng tí, nhưng mà bên kia có cả thầu nữa. Một mình hit thì tí không sợ, sợ cả thầu nữa thôi. Khả năng đánh cung R dương còi cũng bình thường, nhưng đây là cung R của Hitty. Khi mà số lượng đã ngang nhau thì sẽ là hơi khoai. Một mình dương còi thì thoải mái. Cái tôi sợ chính là sợ tiểu màn thầu sang. Cái tôi sợ chính là tiểu màn thầu. Và thầu đã sang đến nơi rồi. Kích quân này nhiều khả năng sẽ bị bắt. Màu 4 báo về là yếu, nhưng tí đang bị ốp. Phải thủ nhà tên này xong rồi tính sau. Quân của thầu tôi thấy còn đông ngang quân của ông dương còi cơ. Ông thầu đánh chém mà quân ngang dương còi. Sợ thật. Tiểu bàn thầu bây giờ đang làm cái chuỗi phong độ rất tốt của tiểu bàn thầu. Có thể thấy quân của thầu còn ngang quân ở dương còi, thậm chí là còn đông hơn ở quân của dương còi. Mặc dù đánh chém, đánh chém kẹp cung R, bài 2L2A của tiểu bàn thầu thì phải. Tham này tí tụt 64 vị nây trồ nhà A luôn. Đóng A bên trong. Xi măng nhân lúc này có làm được gì không? Bay ruộng rồi nha, 4 bay ruộng rồi. 4 bay ruộng. À, dương còi sang rỉa luôn. Dương còi sang rỉa y. 4 yếu rồi đấy, 4 yếu rồi, 4 chỉ còn quân thôi. Dân ruộng bắt đầu cái thứ bay hết rồi. Tôi chỉ lo tí không đỡ được thôi. 4 bây giờ thậm chí nó sẵn sàng nó đổi mạng với Michael tí. Bốn là sẵn sàng bỏ hết dân và đổi mạng đi tí. Dương còi thì khỏe. Dương còi nếu như không bị đục thì bên mình thế vẫn sẽ là khoai. Xi măng phải làm cái gì đấy vào nhà màu 2 cơ. Phải làm một cái gì đấy vào nhà màu 2. Tham lai 21 từ xi măng. Nhưng nhanh lên, tí sắp không chịu nữa rồi. Tí sắp ra rồi. Mặt từ 12 giờ xuống là một mặt e. Mặt e, mặt này có thể đục được. Tí sáu vẫn 64. Nhưng mà toàn dân. Quân chỉ có một kích thôi. Lọt nếu xi măng lọt được vào nhà màu 2 thì vẫn đánh tươi. Phải làm gì nhà màu 2, không được để màu 2 khỏe nguyên. Thì vẫn đánh tốt bởi vì màu 4 yếu rồi, tí đã thủ xong nhà. Coi như thủ xong nhà đến từ Michael tí. Thì vậy vẫn đánh tươi đấy. Xi măng lọt vào nhà màu 2 là tươi đây. Một thầu đi sai rồi. Một trận mà xi măng may sau vẫn thi đấu được. May sau mà xi măng vẫn thi đấu được. Ô thế ông Dương Còi ông làm cái gì nhỉ? Dương Còi đi ăn hô. Tôi chưa nghĩ là thắng đâu, nhưng mà chắc Dương Còi. Dương Còi đánh cái lưu tiêu kiểu gì ấy nhỉ? Không tin để thắng trận này. 1-0 CO4. Trận này ông còi không lên đời. May quá. Xi măng trận này không đánh bay được màu 4 là thua đấy. 4 lúc đầu đông quân thật, sợ thật. Dồn sang mà nó còn thấy cảm giác màu 4 đông quân hơn cả màu 2. 1L3A Dương Còi đến từ tiểu bàn thầu, bảo sao định đánh cân đôi đến từ thầu. Bảo sao quân đông thế, ông còi trận này đánh lên đời muộn, lực yếu. May quá, vẫn thắng. Thời điểm đầu tôi cảm giác bên mình sắp bị rúi rụi rồi. Nhưng về sau hết quân, bên kia hết dân, không nở được. Tí là cầm xeng. Bị ốp nhưng vẫn quân vẫn nở ra đều. 1-0 CO4.